Dạ con chào buổi chiều cô chú anh chị nha. Chúc cô chú anh chị một buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc nha. Buổi chiều hôm nay con quay cái cây cành vàng lá ngọc của nhà con, nó nở một cái bông tiếp theo nè. Hôm qua nó nở cái bông này, bữa nay nó rụng cánh đây nè. Còn cái búp này chưa nở nha. Còn cái bông trong đây hôm qua con quay, bữa nay nó nở rồi nè. Cái hoa của nó năm cánh nè, năm cánh tròn luôn nha. Thì cây này con thấy nó cái tầm nở của nó thì nó không có bị rụng nụ nha. Bữa giờ con quay ba cái nụ này vẫn còn nguyên ba cái nụ này, không có nở ra nè. Cái dưới cái búp của nó cũng vàng luôn nha, búp nó cũng vàng luôn. Tại búp này chưa nở cũng vàng luôn, cộng vàng búp vàng hết luôn, rồi lá nó cũng vàng luôn nè. Nguyên cái cây như vậy nó vàng hết nguyên cây luôn. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi, nó cũng rất là vàng luôn nha. Rồi cô chú anh chị có thích mua cây giống như vậy làm giống thì liên hệ với con nha. Số điện thoại của con là 098 897 nha. Dạ con xin cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi nha. Dạ con xin hết.